Chị một cái câu hỏi mà em được nhiều anh chị hay gọi điện bảo là lên cho anh chị một vài cái mẫu quần thể thao đẹp đạp xe chuyên dụng, thì hôm nay có tranh thủ làm video về cái con quần của Kawamura, thương hiệu đến từ Nhật Bản. Quần này thì là chất lượng khá là đẹp, quần này thì về thiết kế nó khá là giống quần Cherry, nhưng nó là đều được nâng cấp giữa của quần Cherry. Thứ nhất là chất liệu vải là em đặt là tiêu chuẩn chất liệu vải là nhập khẩu của Hàn Quốc. Cái vải này khác hoàn toàn các cái vải quần đạp xe thông thường nhé. Nếu mà các anh chị mặc cái quần đạp xe thông thường, nếu mà bên trong nó màu trắng như này là khi chúng ta kéo giãn ra ấy, chẳng hạn giống như cái vải quần như thế này này. Đó, khi chúng ta mặc bên trong trắng như này, bên ngoài đen ấy, khi chúng ta kéo mạnh ra để nó sẽ lộ trắng này, nhìn sẽ rất là không đẹp. Như cái quần Cherry, quần Kawamura này thì là vải nhập khẩu Hàn Quốc, nó là vải đen tuyền luôn. Nên khi chúng ta có mặc giãn ra là nó vẫn là đen. Đó, thấy chưa? Nó không bị lộ trắng ra. Quan trọng là cái bỉm của nó là bỉm mút siêu êm với nhiều lỗ thoáng này. Rất nhiều lỗ thoáng li ti khiến cho chúng ta lúc nào cảm giác nó thông thoáng hơn, và bỉm này khá là êm, rất là mềm, mặc quần mặc khá là êm, khi mặc tôn dáng lên nó khá là đẹp luôn đấy các anh chị thấy không. Đó, mặc kể đằng trước đằng sau, đặc biệt là nhìn đằng sau khá là sexy gợi cảm luôn. Khi chúng ta đạp xe ấy, thì là các cái chỗ này là có điểm thoáng này các anh chị thấy không. Đó, thì cái quần này, cái gấu này nó là gấu vải bo thun, nó rất là mềm, nó sướng hơn một cái số vải mà cái gấu mà ví dụ gấu mà có gel như này thì nó sẽ không dễ chịu bằng cái gấu mà vải thun như này. Đấy, vải thun co giãn như thế này thì nó ôm như này, nó không gây khó chịu cho chúng ta và không gây cảm giác ngứa. Đặc biệt là các đường chỉ may, các anh chị thấy không, đường chỉ may là mũi 8 mũi, nó may này, mũi công nghệ may 8 mũi nên rất là đẹp. Nhìn từ đằng trước phía trước cũng rất đẹp mà phía sau đẹp, nam mặc cũng được mà nữ mặc cũng vẫn cứ đẹp luôn đấy các anh chị thấy không. Nhìn cái bỉm mông nó ôm rất là đẹp, nhìn nó không bị thô, không bị xấu, kể cả mặc đằng trước nó không bị lộ. Đấy, nó không bị lộ hàng, nhìn nó rất là đẹp luôn. Đó, thì nó khác hoàn toàn, nam mặc cũng được, nữ mặc cũng được. Cái này có khá là nhiều màu. Đấy, thì các cái màu đó chẳng hạn như màu đen gạch xanh dương này. Đấy, đen xanh chuối này. Đen vàng này. Đen đỏ như người mẫu đang mặc này, để đen xanh chuối này hoặc đen vàng, thì anh chị thích màu nào, size nào thì hãy để lại bình luận. Chẳng hạn như người mẫu đang mặc đó là 65 cân. Mặc size này là size M nhưng nó khá là ôm. Nhiều người không thích mặc ôm như này thì lấy lên 65 cân nên mặc N cho em. Còn 60 cân chọn M, bởi vì các bạn này thanh niên bạn thích mặc ôm, ôm rất là ôm luôn ấy. Đó, thì các anh chị hãy để lại số bình luận điện thoại nhá. Xin cảm ơn.